Thưa quý vị và các bạn, chiều nay huyện Gia Viễn tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2024. Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Lương Văn Tự, nguyên Thứ trưởng Bộ Thương mại, Chủ tịch Hiệp hội Thông tin tư vấn Kinh tế Thương mại Việt Nam, lãnh đạo một số sở ban ngành, lãnh đạo hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và một số tỉnh thành phố cùng 200 doanh nghiệp, doanh nhân trong nước trong tỉnh. Phát biểu khai mạc, lãnh đạo huyện Gia Viễn đã giới thiệu làm rõ tiềm năng thế mạnh của huyện và những định hướng lớn trong thu hút đầu tư thời gian tới những năm qua phát huy tiềm năng lợi thế vị trí địa lý chiến lược về chính trị kinh tế cửa ngõ giao thương quan trọng của tỉnh và các địa phương lân cận cùng với sự đầu tư của tỉnh huyện gia viễn đã có nhiều chính sách ưu đãi cụ thể thiết thực trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế tranh thủ các nguồn lực xây dựng nền kinh tế phát triển năng động hiệu quả và bền vững đưa tốc độ phát triển kinh tế của huyện nhiều năm liền đạt mức cao quy mô nền kinh tế đạt trên 40.000 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, hiện chiếm 97%, trở thành trung tâm công nghiệp lớn, đóng góp chủ yếu vào ngân sách của tỉnh. Từ huyện Chiêm Trũng, Thuần Nông, Gia Viễn đã trở thành trung tâm công nghiệp của tỉnh với khu công nghiệp Gián Khẩu, ba cụm công nghiệp Gia Phú, Gia Lập, Gia Vân đã đi vào hoạt động, thu hút nhiều dự án đầu tư, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện đặc biệt với lợi thế là vùng đất cổ, địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống lịch sử văn hóa với nhiều di tích danh lam thắng cảnh nổi tiếng, huyện đã và đang tập trung phát triển mạnh dịch vụ du lịch. Ủy ban nhân dân huyện cam kết sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế chính sách đất đai, giải phóng mặt bằng, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực, bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn tài sản, cung cấp các dịch vụ công tiện ích, môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, bình đẳng, minh bạch để các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư, sản xuất kinh doanh lâu dài tại hội nghị lãnh đạo hiệp hội thông tin tư vấn kinh tế thương mại việt nam tạp chí doanh nghiệp và đầu tư đại diện các doanh nghiệp doanh nhân đánh giá cao việc huyện gia viễn tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư đồng thời gợi mở cho huyện gia viễn những định hướng chiến lược để thúc đẩy xúc tiến thương mại thu hút đầu tư phát triển du lịch dịch vụ trong đó cần chú trọng làm tốt công tác bảo vệ môi trường phát triển đa dạng thị trường quà tặng quà lưu niệm đảm bảo an toàn thực phẩm chú trọng làm tốt công tác quy hoạch thu hút các dự án phát huy thế mạnh tiềm năng của địa phương tăng cường liên kết vùng tập trung thu hút các dự án công nghiệp công nghệ cao nghiên cứu xây dựng đề xuất thể chế cơ chế đặc thù thúc đẩy thu hút đầu tư tăng cường hoạt động đối thoại doanh nghiệp đẩy mạnh quảng bá tiềm năng thế mạnh của huyện trên nhiều nền tảng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí chủ tịch ubnd Sơn tỉnh phạm quang ngọc bày tỏ vui mừng đánh giá cao việc huyện gia viễn tổ chức sự kiện này khẳng định đây là sự khởi đầu cho một năm mới, khởi đầu cho một chủ trương rất mới, khi quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thể hiện quyết tâm của các huyện, thành phố, sở ban ngành cùng cộng đồng doanh nghiệp chung sức đồng lòng thực hiện mục tiêu chiến lược lớn lao được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng như chính phủ đặt ra cho tỉnh trong giai đoạn mới đồng thời cũng ghi nhận đánh giá cao sự quan tâm tham dự của các chuyên gia, nhà đầu tư, các doanh nghiệp, doanh nhân vào sự kiện này. Qua đó đã thể hiện sự tin tưởng với cấp ủy chính quyền địa phương, tin tưởng vào chủ trương lớn của tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng biểu dương sự nỗ lực quyết tâm của huyện Gia Viễn trong thời gian qua, cùng với sự đầu tư của trung ương của tỉnh, Gia Viễn đã biến khó khăn thách thức thành cơ hội, từng bước thích ứng với thiên nhiên, làm tốt công tác phòng chống lụt bão, khơi dậy tiềm năng để phát triển cùng với sự tâm huyết cộng đồng trách nhiệm của đội ngũ doanh nghiệp doanh nhân sự đồng lòng của nhân dân gia viện đã tập trung phát triển nông nghiệp công nghiệp du lịch dịch vụ trở thành huyện đi đầu trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh có phần quan trọng thúc đẩy tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp tăng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh giới thiệu khái quát về vị trí địa lý, giá trị lịch sử văn hóa của tỉnh, quan điểm định hướng phát triển kinh tế xã hội, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, thành tựu nổi bật đạt được qua hơn 30 năm tái lập tỉnh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thông tin về quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong đó đã xác định rõ mục tiêu là phát huy mọi tiềm năng lợi thế, nguồn lực, động lực để đưa tỉnh Ninh Bình phát triển nhanh và bền vững phấn đấu đến năm 2030 là tỉnh khá, cực tăng trưởng các tỉnh phía Nam đồng bằng sông Hồng. Cơ bản đặt tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỳ, thành phố sáng tạo. Đến năm 2035, tỉnh Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỳ, thành phố sáng tạo. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Ninh Bình xác định tập trung đẩy mạnh công nghiệp hóa, trọng tâm là phát triển công nghiệp công nghệ cao, phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, đẩy mạnh quá trình đô thị hóa. Bám sát định hướng đó, huyện Gia Viễn đã và đang có những đóng góp không nhỏ cùng tỉnh sớm thực hiện thành công định hướng chiến lược này khi trở thành trung tâm công nghiệp lớn của tỉnh là đơn vị cấp huyện tiếp cận gần hơn so với các địa phương khác trong tỉnh về các tiêu chí đô thị loại 4. Tập trung phát triển du lịch, cùng tỉnh đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút doanh nhân doanh nghiệp vào đầu tư tại huyện. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng bày tỏ tin tưởng, mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư sẽ tiếp tục đồng hành cùng huyện, cùng tỉnh để Ninh Bình sớm hiện thực hóa định hướng chiến lược lớn đã xác định, đưa huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình ngày càng có bước phát triển hơn trong thời gian tới tại hội nghị đã diễn ra lễ ký kết các biên bản ghi nhớ giữa ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh ủy ban nhân dân huyện gia viễn và các doanh nghiệp trung tâm phát triển doanh nhân việt nam hiệp hội thông tin tư vấn kinh tế thương mại việt nam tạp chí doanh nghiệp và đầu tư về việc nghiên cứu khảo sát đề xuất phát triển dự án điện mặt trời áp mái dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư và đào tạo kỹ năng quản trị doanh nghiệp việc cung cấp thông tin tư vấn kinh tế thương mại công tác tuyên truyền quảng bá nâng cao thương hiệu hình ảnh về các lĩnh vực kinh tế văn hóa xã hội của huyện gia viễn